Thưa quý vị, túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng một lần là vật dụng vẫn được sử dụng tràn lan như một thói quen khó bỏ. Nó có tiện lợi không? Câu trả lời chắc chắn là có. Nhưng đi cùng với sự tiện lợi đó lại là những hệ lụy nghiêm trọng với môi trường. Bức tranh ô nhiễm nhựa, túi ni lông ngày càng trở nên nhức nhối. Mặc dù mức thuế bảo vệ môi trường đối với bao bì, túi ni lông khó phân hủy đã tăng lên 50.000 đồng 1 kg, nhưng giá bán của mặt hàng này lại chỉ từ 25 đến 40.000 đồng 1 kg. Vậy mặt hàng này liệu đã được thu đủ và đúng thuế hay chưa? Cứ mỗi buổi đi chợ, chiếc xe của chị Huyền chở hàng chục túi đồ ăn, từ đồ khô đến đồ nước, tất cả đều được đựng trong túi ni lông. Tại vì là đi thì không mình không hay chuẩn bị ý, nên là ra chợ thì các nhà bán hàng thì họ hay thả luôn vào thì mình cứ mang về thôi, chứ mình cũng không chuẩn bị túi để mình mang đi đựng ấy. Đây là hình ảnh khá quen thuộc tại các khu chợ dân sinh ở bất cứ nơi đâu. Theo nhận định của các cơ quan liên quan, chợ truyền thống là nơi phát sinh tới 60% rác thải nhựa khó phân hủy. Trong đó có nhiều túi ni lông, nhưng việc thay đổi thói quen của người dân lại chưa có kết quả tốt. Mình nhiều lúc mình cứ không cho họ ni lông thì họ lại cứ đòi hỏi. Đấy, do dụng 1-2 nghìn hành thì người ta cũng đòi hỏi thì mình phải đưa cho người ta thôi. Người ta vẫn mang nàn đi nhưng mà vẫn phải đựng vào túi ni lông. Mình dùng thì là tiện. Theo số liệu thống kê, hiện ở Việt Nam, trung bình mỗi hộ gia đình thường sử dụng 5-7 túi ni lông một ngày, từ túi to đến túi nhỏ. Mỗi năm thải ra khoảng 3,2 triệu tấn rác nhựa, trong đó có hơn 30 tỷ túi ni lông. Hơn 80% trong số đó bị thải ra môi trường sau khi dùng một lần. Tuy nhiên, tác hại của túi ni lông đối với môi trường lại là vô cùng nghiêm trọng. Chỉ một phút tiện lợi khi dùng nhưng phải mất hàng trăm, hàng nghìn năm, chúng mới có thể phân hủy được. Ở nếu rác thải nhựa thì nó tồn tại gần như là vĩnh viễn, nếu trong cái môi trường nước bình thường là đất bình thường. Cho nên là chính nó sẽ là, ví dụ với đất thì nó lại gây cái tổn hại trong cái chuyện nó làm cho, chúng nó góp phần cái chuyện làm cho thoái hóa đất. Tức là bởi vì nó ngăn chặn tất cả, nó ngăn chặn sự hấp thụ nước, nó hấp thụ phân và tất cả những cái thứ nó tồn đọng rất là lâu. Thế ngay nước biển nó tồn thành cục bột, từng mảng bột và nó gây cản trở kể cả dòng đối lưu và vân 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 vân. Thế rồi tất nhiên trong không khí thì bây giờ nếu mà tồn tại thì thường là họ lại xử lý cái chuyện, đôi khi là một số người họ lại dùng nhiệt, tức là họ đốt và như thế lại gây ô nhiễm tiếp tục cho cái chuyện cái môi trường sống của người dân. Tăng mức thuế túi ni lông là giải pháp được cho là hữu hiệu để ngăn chặn việc sử dụng túi ni lông, ngăn chặn rác thải nhựa. Hiện thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông đang áp dụng mức kịch khung là 50.000 đồng 1 kg. Nhưng thực tế, chính sách thuế có vẻ đang bất lực khi giá bán nhiều loại túi ni lông còn thấp hơn mức thuế đánh vào nó. 37-38.000 một cân, thế thôi, có loại thì là hơn 40.000 một cân, còn loại đen 29.000-28.000. Một loại là 35.000 một cân, một loại là 40.000 một cân. Người ta vẫn cứ cho phát không những cái túi gọi là cái túi sử dụng một lần ấy ở các chợ dân sinh vì là mua với giá thành rất rẻ. Rất rẻ là tại sao? Tại là vì những cái hộ sản xuất túi đấy người ta không phải nộp những cái thuế gọi là thuế theo phí bảo vệ môi trường đối với túi ni lông. Thành ra là cái giá người ta làm hạ giá thành. Thực tế này đang đặt ra câu hỏi, liệu mặt hàng túi ni lông khó phân hủy đã được thu đủ và đúng thuế? Công cụ thuế nhằm giảm bớt việc sử dụng túi ni lông liệu đã bị bỏ lửng? Biến túi ni lông thành một mặt hàng đắt đỏ, đánh thẳng vào túi tiền của người tiêu dùng là biện pháp được đề xuất để giảm thiểu việc sử dụng món đồ gây nguy hại cho môi trường và con người này. Tuy nhiên, tăng mạnh thuế để hạn chế túi ni lông liệu đã đủ? Nhiều chuyên gia cho rằng việc đánh thuế với mức như hiện nay vẫn quá thấp, chưa đủ sức thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông của người dân. Để hạn chế túi ni lông, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng mức thuế môi trường cao hoặc đánh thuế trên từng đơn vị túi. Ví dụ, tại Anh, 5 penny trên một túi, tương đương với 1.400 đồng một túi. Ireland, 22 cent một túi, tương đương với 6.600 đồng một túi. Trong khi đó, tại Việt Nam, thuế bảo vệ môi trường đối với 1 kg túi ni lông ở vào khoảng 200-300 chiếc túi, hiện là 50.000 đồng 1 kg. So với các nước, có thể thấy khung và mức thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông của Việt Nam là rất thấp. Chia sẻ với lại cái mong muốn là đánh thuế nặng thêm, không phải là 50.000, mà có thể nghiên cứu để ra một cái mức nhiều hơn thế. Trước hết là anh sản xuất ấy, sản xuất ra cái túi đấy là phải chịu cái thuế đầu tiên. Thế rồi khi mà những người mua hàng ấy, thì sử dụng, chúng tôi cũng đã sang ở châu Âu, anh mà lấy một cái túi ni lông mà cái túi đựng mà khó phân hủy ở cửa hàng ấy, thì anh phải trả thêm tiền.
Giải quyết vấn đề này, nhiều ý kiến đề xuất một là nên xem xét đánh thuế cao hơn nữa với mặt hàng này để hạn chế việc sản xuất và sử dụng. Mặt khác, có thể nghiên cứu nhiều cách tính thuế khác nhau và quan trọng hơn, cần có giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi việc thu thuế. Chúng ta có thể học hỏi kinh nghiệm của các cái quốc gia khác trong việc tăng thuế hơn nữa để hạn chế cái việc sử dụng. Chúng ta tính toán hiện nay có thể áp dụng 50.000 cho 1 kg thì chúng ta có thể áp dụng tăng thêm. Bên cạnh đó thì có thể áp dụng nhiều cái cách tính khác chứ không chỉ là tính đồng trên 1 kg mà tính có thể tính từng thuế cho từng cái sản phẩm nếu mà dùng một lần. Tôi cũng đồng tình, tức là cái việc là cần phải tăng cái mức phí lên đối với túi ni lông, đặc biệt là túi ni lông không thân thiện với môi trường, để người ta giảm cái sử dụng đi, đúng không? Khi mà mỗi lần mà người ta dùng thì người ta phải trả một mức phí, và lúc đó là buộc người ta phải suy nghĩ dùng hay không dùng, và như vậy thì sẽ hạn chế hơn. Song song với công cụ thuế, theo các chuyên gia, cũng cần thực hiện đồng bộ các giải pháp khác như là phân loại túi thải ngay từ nguồn, xử lý rác thải phù hợp, tuyên truyền ý thức của người dân trong việc xả thải. Tôi cho là việc đánh thuế là cần thiết, nhưng mà cái quan trọng là cái độ chín của thuế này đã đủ chưa? Là một mặt chúng ta dần cấm sản xuất, cấm nhập khẩu lậu. Cái thứ hai phải có chính sách để phát triển túi ni lông sạch. Cái thứ ba phải có cái giáo dục toàn thể cộng đồng, cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhận thức về vấn đề túi ni lông bẩn nó tác hại như thế nào. Ngoài ra có ý kiến đề xuất Việt Nam nên tham khảo kinh nghiệm của một số nước có thể cấm sản xuất, buôn bán, sử dụng đối với một số loại túi ni lông khó phân hủy. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo kết quả thống kê đất đai trên địa bàn, qua đó cho thấy đất sông ngòi, kênh rạch suối giảm gần 130 ha. Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố nêu, đất sông ngòi, kênh rạch, suối giảm 128,3 ha do chuyển sang đất rừng phòng hộ 118,7 ha, thực hiện dự án phát triển rừng phòng hộ huyện Cần Giờ tại các xã Thạnh An, An Thới Đông, Long Hòa, Lý Nhơn. Ngoài ra, đất sông ngòi, kênh rạch, suối giảm còn do các loại đất khác chuyển qua như đất nuôi trồng thủy sản 0,1 ha, đất ở tại nông thôn 0,1 ha, đất xây dựng công trình sự nghiệp 0,8 ha, thực hiện dự án bệnh viện nhi mở rộng và các công trình khác của ngành y tế thuộc xã Tân Nhật và Tân Kiên 0,71 ha, đất có mục đích công cộng 8,9 ha, 0,58 ha, dự án xây dựng bờ bao và cống ngăn triều trên rạch cầu Sập, quận 8. Thống kê của Ủy ban Nhân dân thành phố năm 2023 cho thấy, thành phố Hồ Chí Minh hiện có 30.474,5 ha đất sông ngòi, kênh, rạch, suối, chiếm 14,54% diện tích đất tự nhiên toàn thành phố. Trong khi đó, tính đến ngày 21 tháng 12 năm 2020, đất sông ngòi, kênh, rạch, suối có diện tích 30.606 ha. Theo thống kê của Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, từ đầu năm 2024 đến nay, cả nước ghi nhận 127 ca mắc ho gà, số mắc tăng 7,9 lần so với cùng kỳ năm trước. Bệnh ho gà có thể dẫn đến những biến chứng như suy hô hấp, viêm phổi, thiếu oxy não, viêm não, xuất huyết kết mạc, thậm chí dẫn đến ngừng thở và gây tử vong. Bệnh xuất hiện chủ yếu tại một số tỉnh, thành phố, khu vực miền Bắc như Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Yên Bái, Nam Định, Phú Thọ và Vĩnh Phúc. Tại Hà Nội, trong tuần từ ngày 19 đến ngày 26 tháng 4, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 15 trường hợp mắc ho gà tại 11 quận, huyện, tăng 14 ca so với tuần trước đó. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay, thành phố đã ghi nhận 60 ca mắc ho gà tại 21 quận, huyện, trong khi cùng kỳ năm ngoái không ghi nhận ca bệnh. Đa phần trường hợp bệnh nặng tập trung ở trẻ dưới 2 tuổi, đặc biệt dưới 12 tháng tuổi. Bộ Y tế, Cục Y tế Dự phòng đã có nhiều văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố tăng cường công tác phòng chống bệnh ho gà và các bệnh dự phòng bằng vaccine. Đối với bệnh được dự phòng bằng vaccine như sởi, ho gà, bạch hầu, ngành chức năng cần đẩy mạnh triển khai kế hoạch tiêm chủng năm 2024, thực hiện tốt tiêm chủng thường xuyên cho các đối tượng thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng, tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho các trường hợp chưa được tiêm chủng đầy đủ.